Kính chào quý vị và các đồng chí. Chuyên mục An ninh Quảng Bình kỳ này mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi những nội dung chính sau. Phần tin phản ánh một số hoạt động của lực lượng công an trong tỉnh. Công tác đảm bảo an ninh cơ sở bảo vệ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại Lệ Thủy. Công an thành phố Đồng Hới giao nộp nhiều động vật hoang dã. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các đồng chí, vừa qua, Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Trần Đình Mậu có hoàn cảnh khó khăn ở xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Ông Mậu nguyên là cán bộ Công an huyện Tuyên Hóa. Sau hơn 4 tháng thi công, ngôi nhà khang trang được xây dựng từ sự hỗ trợ 70 triệu đồng của Công an tỉnh Quảng Bình và Đoàn Thanh niên Bộ Công an cho gia đình ông Mậu đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ông Trần Đình Mậu rất xúc động trước sự quan tâm, giúp đỡ của Công an tỉnh và Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã tạo điều kiện cho gia đình ông có một căn nhà mới, là nguồn động viên gia đình ông tiếp tục khắc phục mọi khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đây là món quà hết sức ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của cán bộ chiến sĩ công an nhằm đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt đối tượng Trần Văn Huy, sinh năm 1983, trú tại thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 600 triệu đồng. Theo khai nhận ban đầu, vào giữa tháng 3 năm 2016, Trần Văn Huy đến kho gỗ của công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Long, xã Thuần Đức, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, do anh Lê Văn Long làm giám đốc và đặt vấn đề mua gỗ gõ lao lào với giá 18 triệu đồng một mét khối. Sau đó, đối tượng Trần Văn Huy liên hệ và dẫn anh Trần Xuân Hanh, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam vào kho gỗ của công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Long để xem. Huy tự nhận số gỗ đó là của mình và đồng ý bán với giá 16 triệu 500 ngàn đồng một mét khối. Anh Hanh đã rủ hai người bạn của mình là anh Cao và anh Hảo vào thành phố Đồng Hới xem kho gỗ và thỏa thuận mua 53,859 mét khối gỗ. Ngày 25 tháng 3, anh Cao và anh Hảo liên hệ với anh Long, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Long để mua thêm gỗ thì được biết Huy mua gỗ của anh Long với giá 18 triệu đồng một mét khối và chưa trả đủ tiền. Lúc này số điện thoại của Huy không thể liên lạc nên anh Hanh mới biết mình bị lừa. Tổng số tiền đối tượng Huy chiếm đoạt của anh Hanh là 636 triệu đồng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Trong đợt thi đua lập thành tích, chào mừng ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát hình sự, bảo vệ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, vừa qua, đội cảnh sát hình sự Công an huyện Bố Trạch đã bắt được hai đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn. Hai đối tượng gồm Phạm Thanh Hào sinh ngày 29 tháng 3 năm 1986 và Phạm Bảo sinh ngày 8 tháng 10 năm 1984 đều trú tại thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 14 tháng 2 năm 2016, Hào điều khiển xe mô tô chở Bảo ra khu vực bến đóng thuyền thuộc thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch vào chòi kênh tàu của ông Nguyễn Văn A, lấy một bộ thiết bị đồng trị giá 3 triệu đồng. Sau khi lấy được, Hào và Bảo đem đi bán lấy 700 ngàn đồng. Do bị phát hiện, Hào và Bảo chuộc lại bộ thiết bị trên, đem cất giấu trong khu vực bến đóng tàu, rồi thỏa thuận với ông A, nếu tìm lại được tài sản thì ông A phải bồi dưỡng cho Hào và Bảo 100 ngàn đồng. Đến khoảng 15 giờ ngày 15 tháng 3 năm 2016, Phạm Thanh Hào và Phạm Bảo đã có hành vi chặn xe của chị Hồ Thị Táp, sinh năm 1993, ở thôn Ca Ai, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, lấy một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Mastel trị giá 3 triệu đồng. Trước những chứng cứ đầy đủ, Phạm Thanh Hào và Phạm Bảo đã bị cơ quan công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội trộm cắp tài sản. Thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, lực lượng công an đã và đang triển khai thực hiện nghiêm túc các phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự, ghi nhận tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Những buổi tuần tra, kiểm soát như thế này đã được lực lượng công an huyện Lê Thủy, tỉnh Quảng Bình thường xuyên thực hiện trong thời gian qua ở tất cả các địa bàn cơ sở, nhất là tại các xã, thị trấn, vùng trung tâm của huyện, vùng trọng điểm về an ninh trật tự trên địa bàn. Qua đó, lực lượng công an phụ trách xã đã phối hợp với công an các đồn, công an xã, thị trấn, tổ bảo vệ dân phố nắm chắc mọi tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp giải quyết các vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra bị động bất ngờ. Công an thị trấn là luôn luôn là tuần tra kiểm soát và là họp các cái đơn vị kinh doanh trên địa bàn để là phổ biến về cái phong trào là phòng chống tội phạm, nói chung là công an Lệ Thủy và công an thị trấn tốt đi sát về quần chúng.
Công an huyện Lệ Thủy đã phân công lực lượng về các xã thị trấn trên địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh trật tự, nhằm tăng cường công tác nắm tình hình các đối tượng trọng điểm, chủ động triển khai các phương án, kế hoạch phòng ngừa hoạt động chống phá cuộc bầu cử của các thế lực thù địch và phần tử xấu. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể chính quyền ở các địa phương tổ chức tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Hiện nay là đội công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh tự là đang tiếp tục là đôn đốc hướng dẫn công an xã là tiếp tục là triển khai xây dựng cái mô hình 3-0 trên địa bàn, tức là không có tội phạm, không có tệ nạn xã hội và không có người nghiện ma túy. Là cái mô hình này là góp phần là đảm bảo cái tình hình an ninh trật tự, là huy động là toàn dân. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra trong một thời gian ngắn nữa. Để bảo vệ thành công cuộc bầu cử trong thời gian này, lực lượng công an huyện Lệ Thủy đã và đang phối hợp với các ngành liên quan giải quyết ổn định tình hình các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn huyện, tổ chức công tác trực ban, trực chỉ huy, tổ chức tiếp nhận và xử lý thông tin tình hình an ninh trật tự liên quan đến công tác bảo vệ bầu cử, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, thực hiện các phương án phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ với mục tiêu cao nhất để ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, có nhiều hộ dân, tổ chức đang nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép, chủ yếu là các cá thể khỉ. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an thành phố Đồng Hới đã vận động 4 hộ dân tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng. Đây là một trong 4 cá thể khỉ được người dân tự nguyện giao nộp cho đội cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vào chiều ngày 14 tháng 4 năm 2016. Đây là cá thể khỉ được người dân này nuôi nhốt cách đây hơn 3 tháng. Các cá thể khỉ có trọng lượng từ 1,5 đến 3 kg. Gia đình tôi thì cũng có nuôi một con khỉ, thì từ nhỏ bắt nó từ nhỏ, nhưng bây giờ là cũng trong thời gian qua thì được sự vận động của coi như là công an, thì gia đình cũng nhận ra được cái là sai, nên là bây giờ là gia đình tôi là cũng là tự nguyện để là trả lại cho là con khỉ nó được về là vườn tự nhiên. Tại thời điểm giao nộp, các cá thể khỉ nhìn chung còn tương đối nhanh nhạy và khỏe mạnh. Tuy nhiên, vì nuôi nhốt lâu ngày nên các cá thể này phần nào bị thuần hóa. Chính vì thế, để đảm bảo cho chúng được an toàn khi trở về với môi trường tự nhiên, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an thành phố Đồng Hới đã phối hợp và bàn giao toàn bộ 4 cá thể khỉ này cho Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để tiếp tục chăm sóc trước khi thả lại với môi trường tự nhiên. Và trong hôm nay thì chúng tôi đã tiếp nhận từ đội cảnh sát môi trường công an thành phố Đồng Hới 4 cá thể động vật thuộc nhóm linh trưởng của 3 loài, đó là khỉ đuôi lớn, khỉ mốc và khỉ vàng. Thì đối với những cái cá thể này ấy, là do người dân họ nuôi nhốt cũng tương đối lâu ngày cho nên nó mất tập tính hoang dã. Thì sau khi tiếp nhận về Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn Phát triển Sinh vật ấy, thì chúng tôi sẽ tiến hành một số cái tác nghiệp trước hết. Đấy là phải qua một cái thời gian cách ly kiểm dịch để đảm bảo khi mà động vật mà trở về môi trường tự nhiên thì không mang dịch bệnh vào đối với tự nhiên. Và riêng cả cái trường hợp này thì nó mất tập tính hoang dã, nên trước khi thả vào môi trường tự nhiên ấy, thì chúng tôi phải qua một bước, đấy là phải qua cái khu phục hồi chức năng. Tức là ở đấy thì nuôi ở trong cái khu phục hồi chức năng ấy là nuôi bán hoang dã, mục đích là phục hồi cái tập tính hoang dã cho nó trước khi thả về môi trường tự nhiên để đảm bảo động vật thích nghi. Có thể nói tình trạng nuôi nhốt động vật hoang dã là một việc làm trái pháp luật. Tuy nhiên hiện nay tình trạng này vẫn còn diễn ra trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Chính vì thế, để nâng cao nhận thức cho người dân trước việc nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân từ nguyên giao nộp trả về tự nhiên, tích cực bảo vệ động vật hoang dã trước nguy cơ tuyệt chủng. Chuyên mục An ninh Quảng Bình kỳ này xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.